Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh Tình hữu nghị Lào Việt Nam đời đời bền vững. Đến dự triển lãm về phía nước Cộng hòa Nhân dân Lào có đồng chí Bunthong Chitmani, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Silavong Khutphaythul, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Nhân dân Lào xây dựng đất nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Sủnthon Sayantharach. Về phía Việt Nam có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Với 100 bức ảnh trưng bày, triển lãm Tình hữu nghị Lào-Việt Nam đời đời bền vững giới thiệu đến công chúng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay, khẳng định quyết tâm của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nhân dịp này, triển lãm cũng tập trung giới thiệu tới khách tham quan hình ảnh đất nước con người của đất nước Champa tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử văn hóa, đặc biệt là những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam và kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trên cả nước sẽ chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng từ ngày 22 tháng 7. Điểm mới của đợt tuyển sinh năm nay là thí sinh không hạn chế số lần đăng ký xét tuyển. Đợt đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào các trường đại học cao đẳng năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Trong khoảng thời gian nói trên, thí sinh có thể đồng thời đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần. Như vậy, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của mỗi thí sinh cũng không giới hạn. Quy định này giúp thí sinh có điều kiện căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học phù hợp khi theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến vào ngày 24 tháng 7, các địa phương sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là năm đầu tiên thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng sau khi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.